Bên kia 8 năm không có bằng trai. Bằng mấy năm rồi? Em tới mười mấy năm. Mời bạn trai. Chào bạn. Xin chào Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả. Chào với Cát Tường ạ. Mời bạn ngồi. Dạ, em tên là Mẫn Trân. Em đang làm thủ kho ở siêu thị điện máy dưới quận 6 anh. Mẫn Trân. Dạ đúng rồi. Trân Trân Châu á. Trân là Trân Châu á chị. Trân Trân á, nhìn Trân Trân. Trân bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 29 chị. Rồi, và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào quý anh Quỳnh Linh bên kia ạ. Dạ. Chào bạn. Dạ, và chào bạn chơi luôn. Rồi, bạn giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Hồng Liên, 29 tuổi. 29 tuổi. Hiện tại là em đang làm nhân viên văn phòng của công ty Mantico. Nhưng mà hiện tại em đang học vào buổi tối. Có thể là cái lý do mà ế cho nên làm cho em phải tìm một cái gì đó để giết thời gian. Nhưng mà nếu bây giờ có hẹn hò thì thời gian đâu để hẹn hò? Dạ em nghĩ là chắc em phải nghỉ học. Trời đất ơi, dễ thương quá. Vậy là bây giờ nếu mà có đối tượng hẹn hò là nghỉ học. Dạ. Bạn ở một mình bao lâu rồi? Hơn 8 năm rồi chị. Thật hả? Dạ. Bên kia 8 năm không có bằng trai. Bằng mấy năm rồi? Em tới mười mấy năm. Mười mấy năm rồi không có bạn gái? Từ năm học lớp 3 là có một mối tình mà học cấp 3 chứ không phải lớp 3. Rõ. Nghe lớp 3 cũng xỉu hết trơn rồi đó. Tới giờ luôn. Siêu thị điện máy đó nhiều cô gái đẹp lắm mà sao không tìm được? Nhân viên đa số ở trong tụi em thì nam nó lại nhiều hơn nữ. Tụi em bán chủ yếu là hàng lớn không à, cho nên là khiên giác rồi nhiều. Nhiều khi công việc của em á, 8 giờ mà em phải làm tới 9 giờ rưỡi tối em mới đi về lắm. Làm dữ vậy? Đúng rồi, tại vì cái nghề siêu thị mà anh, một tuần dĩa được nghỉ một ngày mà. Rồi giờ nếu mà hẹn hò thời gian đâu đi chơi, giờ bên đây là người ta nghỉ học luôn rồi đó. Nghỉ làm. Bên đây thì một tuần á là em được nghỉ làm một ngày. Miễn không phải là thứ bảy chủ nhật là được rồi. Vậy mình nghỉ thứ hai đi cho lạ đi. Dạ. Mình giới thiệu về mình một chút xíu về những cái ưu điểm nhược điểm của mình. Em rất là thẳng tính, mà có lẽ là nhiều khi thẳng tính thì để cho em mất rất nhiều cơ hội trong tình cảm cũng như trong công việc. Tại sao biết vậy mà không rút kinh nghiệm, không sửa? Em sửa nay cũng gần 10 năm, em hy vọng là kỳ này là để em chứng minh được là em đã sửa thành công. Sửa 10 năm mà chưa xong á. Hy vọng là bạn sẽ thành công ở lần này. Còn về ưu điểm? Em nấu ăn được chị. Mà em cũng nghĩ đó là khuyết điểm đó. Mình cứ lui cui mình nấu xong mình cảm thấy nó cũng mệt. Xong mà lên mà cái người ăn đối diện với mình mà cảm thấy người ta ăn ít hay gì, cái tự dưng mình cảm thấy buồn và mình tự tạo cho mình một cái áp lực. Mai mốt bên kia ăn là chỉ được khen rồi ăn cho ngon chứ không có được tạo áp lực cho người nấu nha. Dạ. Nha Trân. Dạ rồi em miễn cưỡng ăn luôn được. Ưu điểm của em là gì, là khuyết điểm là gì? Em cũng trầm tính ít nói lắm. Nhưng mà làm trong công việc gì em thường thường là em phải làm cho đến cùng, không có ngại khó. Nhà em cũng đơn chiếc, chỉ còn có mẹ với ngoại thôi à. Với em nữa có ba người à. Cho nên mọi chuyện trong nhà thì hầu như là đều do em làm hết. Còn những cái việc mà sửa chữa này nọ trong nhà đâu á là em đều làm hết. Không lẽ bà ngoại sửa? Bởi vậy. Đúng rồi. Rồi nhà bà ngoại với mẹ có hối lấy vợ để về phụ với bà ngoại với mẹ không? Em cũng muốn hối lắm á mà chưa. chưa muốn hối lắm mà. À, thật sự bên đây mình muốn lấy chồng chưa? Dạ em nghĩ là năm nay kết hôn là tốt đó chị. Mình có đặt ra cái chuẩn người đàn ông của mình như thế nào không? Nói chung là người của gia đình, có cái bụng hơi to to chút. Chứ vậy? Cả anh Quỳnh Linh vậy đó chị. Chứ vậy? Dạ, tại vì ngồi sau xe mình ôm cho nó giống như mà mình ôm cái gói hơi á. Tự nhiên thích bụng bự. Dạ, tại vì đó là sở thích chị. Rồi không thích cái gì? Không thích người đàn ông mà cái tính phụ nữ. À, tức là chi ly, keo kiệt, là nói chung đừng có cái tính phụ nữ quá. Em có tính phụ nữ không? Sao phụ nữ được, không có đâu. Trân ơi. Dạ. Lấy nhau về ai sẽ là người giữ tiền? Nè, nói chung là ai cũng được nhưng mà tốt nhất là gửi tiền vô ngân hàng chắc cứu. Em thì em không quan trọng cái chuyện là ai giữ tiền. Có thể là vợ tỉ mỉ hơn mình thì vợ vẫn giữ được. Rồi hai người cùng làm vô. Em có để bạn gái giữ không? Nếu mà có thì chắc để á. Tại vì nếu bà để em xài là em xài sang lắm. Đúng rồi, để cho con gái tỉ mỉ tôi giữ. Dạ. Được không? Tiêu chí của bạn tìm người yêu như thế nào? Lụn hơn em cỡ 1m6 trở lên thôi được rồi. Em cũng không cần gì ngoại hình, quan trọng là phải biết thương em là được rồi. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Sao? Bạn thấy như thế nào? Những cái yêu cầu của ảnh đưa ra. Em nghĩ là em đáp ứng được. Hôm nay bạn đến chương trình có ai theo ủng hộ mình không? Dạ, hôm nay em đi có hai bạn em theo ủng hộ. Bạn em đâu? Dạ. Chào em. Em chào chị. Chào anh Nguyễn Linh. Em chơi với bạn mình lâu chưa? Dạ cũng được hơn một năm. Không có thấy ai theo đuổi cổ hết hả? Có nhiều bạn á, nhưng chắc tại bạn không chịu. Mấy người đeo đuổi bạn ấy có giống giống anh này không? Chắc không được giống anh này đâu. Đẹp bằng anh này không?
chắc cũng không bằng anh này đâu. Cao bằng anh này không? Chắc không bằng đâu. À, vậy ủa vậy là anh nó được lắm hả? Được, anh nó được lắm hả? Em nghĩ là hai bạn khá là hợp nhau. Bây giờ hơn nhiều anh đeo đuổi rồi đó nha. Mình có đi chung với ai không? Dạ em đi chung với lại bạn của em, làm chung siêu thị với em. Chào bạn. Em chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường. Bạn này thủ kho, bạn là thủ gì? Dạ em là một bạn IT ạ. Hai người đi chơi chung rồi có hay đi ghẹo gái nhiều không? Không, hai anh em có ngày làm chung siêu thị không? Thấy bạn bên đó sao được không? Em thấy dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ. Nhưng mà quyết định thì chỉ cho anh Trân thôi. Nhưng mà anh Trân anh tốt không? Tính tình thì tốt, trong công việc thì anh rất là cần cù siêng năng. Làm gì nào xong mới nghỉ, ga lăng lắm anh. Có thích người đàn ông ga lăng không? Dạ, cũng thích chị. Nhưng mà chị hỏi kỹ một chút xíu, chị muốn biết rõ là thấy bạn rất là dễ thương. Nãy giờ bạn bè chung cũng khen bạn quá trời. Vậy tại sao 8 năm trời liền mà không có bạn trai? Mình có nghĩ là mình khó tính quá không? Hay là mình có một cái vấn đề gì hay không? Dạ, đôi khi em cũng không hiểu lý do vì sao mới mà bạn bè giới thiệu cũng rất nhiều. Nhưng mà sau khi gặp em xong thì các ảnh lật đật về quyết định là quay lại người bạn gái cũ và quyết định kết hôn. Và tôi nghĩ rằng bạn nam nên tạo ấn tượng gì cho bạn nữ đi. Bây giờ hát tặng bạn ấy một bài. Sao mình hứa là quen cô ấy không được trở về bạn gái cũ. Nhưng có bạn gái cũ đâu mà trở. À không có đúng không? Vậy yên tâm rồi. Vậy em xin hát bài Vậy đâu mái tóc người thương. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. À, mình ấn tượng về giọng hát của bạn Trân như thế nào? Dạ em thấy rất là ngọt ạ. Em nghĩ là anh cũng rất đào hoa chứ không khô khan hay là này kia nọ. Như anh nói là anh chưa có bạn gái thì em cũng cần phải xem lại. Rồi để chị kiểm tra cho. Dạ dạ chị. Thật sự chưa có bạn gái? Dạ thật sự. Xưa cấp 3 có hôn không? Cấp 3 đâu có được hôn chị. Nắm tay? Nắm tay thì có nắm. Giờ thèm hôn không? Thèm nhưng mà đâu có được. Giờ nếu được thì có dám hôn không? Không bị ăn tát thì được. Đã chuẩn bị tinh thần lấy vợ chưa? Cũng chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng mà quan trọng là cũng phải người mà quen với mình nữa chị. Phải tìm hiểu kỹ lẫn nhau nữa thì mình mới tiến tới hôn nhân được. Cưới vội cưới vàng sau này không hạnh phúc rồi chia tay rồi cái đó nó khổ lắm. Bà đã chuẩn bị được những gì? Công việc của em thì hiện giờ nó cũng ổn định rồi, cũng có nhà rồi. Quan trọng là về mẹ với ngoại em nữa. Mẹ có đặt ra tiêu chuẩn chọn con dâu như thế nào không? Mẹ em không có đặt ra tiêu chuẩn chọn con dâu như thế nào, nhưng mà tính mẹ em cũng kỹ. Mẹ em cứ nói là sau này mà em có vợ thì mẹ rất là dễ, không mà em thấy mẹ kỹ lắm. Thấy là nghĩa là nói dễ mà không có dễ. Nói dễ mà không có dễ. Bây giờ tỷ giờ yêu bên đây chịu cưới mà bên này người ta nghe vậy ta sợ, người ta muốn ra ngoài ở riêng thì bạn có đáp ứng được không? Cũng được, nhưng mà em phải xin mẹ nữa. Mẹ sao? Không cho là sao? Mẹ không cho thì năn nỉ mẹ. Mẹ không cho luôn? Không cho luôn, năn nỉ tới ngoại. Ngoại cũng không cho luôn. Em cái tài thuyết phục em chắc chắn sẽ được. Không, được. Mình phải đặt vấn đề là mẹ và bà ngoại không chịu luôn thì ta sẽ làm gì? Bỏ đi luôn chứ sao, đi theo luôn chứ sao vậy? Được này được. Nói cho đến nỗi bà ngoại với mẹ không chịu đâu. Nhưng phải đặt vấn đề đó để thấy rằng là mình phải đấu tranh quyết liệt của tình yêu của mình, đúng không? Dạ. Làm dâu được không em? Em nghĩ chắc là được. Nói thì nói cho vui chứ ngoại mẹ thì cũng như ngoại với mẹ mình thôi, đúng không? Dạ, em chào anh. Rồi, chào em. Thành ra bên đây thì cũng thật tình. Thủ kho suốt ngày trong kho, không đi đâu hết trơn á. Không được, trai. Về coi như ổng giữ kho, mình giữ của. Có của không? Có. Có. Có kho là có của. Dạ. Rồi, chúng ta chuẩn bị nha. Kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Dạ. Có món quà gửi cho mình. Dạ, em cảm ơn. Mình là 29 luôn, nghĩa là em tuổi ăn cọp hả? Dạ, em tuổi dần nên tình duyên nó lận đận. À, anh cũng tuổi dần nữa. Ăn cọp với cọp nhiều khi nó bù chữ nhau sao? Là sao? Dạ. Hai cọp ở chung nhau được không? Hai cọp ở chung nhau vẫn bình thường với chị. 86 đó. Số đẹp luôn á. Hiện tại thì em đang làm việc ở Tân Bình. Quê em thì ở Long An. Em không biết là anh ở đâu. Làm việc ở quận 6 luôn. Nhà anh ở quận 6 luôn. Dạ. Quận 6 qua Tân Bình cũng gần. Về Long An cũng gần. Giờ đi đó về là bến xe miền Tây chạy Long An chút xíu anh. Nửa tiếng tới à. Công việc của anh thì em băn khoăn về cái thời gian á. Có vẻ như nó chưa có phù hợp với em thì anh có thể sắp xếp nó như thế nào? Em chỉ có rảnh thứ bảy chủ nhật thôi hả? Dạ đúng rồi. Anh sẽ xin mình ốp vào ngày đó thôi. Dạ. Nếu mà hẹn hò thì anh thường thích đi đến những cái địa điểm nào? Anh chỉ có thích là đi đến những quán cà phê, nhạc, du dương. Sau đó là ngồi tâm sự thôi. Còn sau nữa thì để hồi sau biết. Sau nữa là gì? Thì uống cà phê xong rồi chở đi đây đó thôi chị. Nhưng chị nghĩ sao sao là sao?
Hồi nãy bạn nữ đoán đó, nghe đó. Tiếng là biết đào hoa rồi. Giờ nhìn thấy đào hoa không? Dạ, cái này chắc em phải cần thời gian để tìm hiểu, thông báo sao. Đâu có đào hoa nhìn, đâu anh. Cảm nhận những giây phút đầu tiên nó có nó có rung động gì không? À, dạ một chút chút. Em thì hơi nhiều rồi đó. Đâu thấy thể hiện ra bên ngoài đâu. Em ít thể hiện lắm chị ơi, em hành động không à. Thấy cũng đào hoa lắm, tướng tá cũng bảnh cao to đẹp trai. Đưa đứng lên kìa, bên này coi coi coi. Đó. Con 1m72 chứ nhiều. Mà không có bạn gái vậy có vấn đề gì không? Ý ý vậy là chị là sao? Ai biết. Giới tính có lũng củng gì không? Có anh ơi, nói chung là em ham làm quá thôi. Biết hung không? Biết. Lấy cái gì kiểm chứng? Thì cho hung đi rồi biết. Hung như hung ai? Hung phụ nữ. Tưởng đâu nó hung nữa. Kiểm tra giới tính luôn. Là mai phải kiểm tra hết 30 giây. Nhìn thẳng vô mắt nhau coi mắt ai chớp trước. Nhưng mà nếu không chớp luôn thì sao? Khoan, không có nói. Bây giờ 1, 2, 3 nhìn. Chớp lia lịa vậy? Chớp lia lịa. Chúng ta kiểm chứng như vậy là có luồng điện rồi. Hết giờ. Chuẩn bị 3 tiếng đếm dành cho hai bạn. 3 2 1 đi. 1 Ở đây team nó cùng chung nhịp đập rồi đó. Bắt đầu chúng ta thấy một có chút gì luồng điện chạy qua rồi đó. Nắm tay, nắm tay. Đúng rồi, hôn đi, hôn đi. Hôn đi. Hôn cái nhẹ nhẹ đi. Không thôi là tôi phải coi lại vấn đề giới tính đó nha. Hôn đó chí không á. Cả em đâu có sợ chí đâu. Dạ em có gọi đầu trước khi tới chương trình. À là có ý định sẵn cho người ta hôn luôn đó hả? Dạ có. Chuẩn bị sẵn hôn cái đầu rồi. Dạ dạ. Tặng hai bạn vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có một không gian thật lãng mạn. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax. Trời ơi, xịt thơm miệng luôn hả? Chứ sao? Để hôn đó. Dạ dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ. Cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn em.